300 gram hả dì ơi? Chặt không? Rồi đi ơi, chặt thử vàng cho nó nè. 100 ngàn để nguyên. Mày đang chặt đơn cho khách mấy ký sườn. Sườn non 300 ngàn một ký. 5 ký. 5 ký hả? 3 sườn hay đội. Dạ. Mối tên. Mối tên Thủ Đức. Thủ Đức, Thủ Đức. Thủ Đức. Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Nhân Vật Sài Gòn và du lịch nhé. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ này, mình có ghé đến hàng heo quay Kim Mai, mình quay thật heo quay và làm bánh mì giới thiệu đến quý bạn cùng đón xem nhé. Cập nhật tình hình heo quay hôm nay ngày Tết Đoan Ngọ có gì hấp dẫn, khách mua ra sao, mọi người cùng xem nhé. 9:10 giờ đó. Hôm nay có Ngân, có Ly, bỏ tình bệnh hai người xong đao chặt heo quay nhé. Tí để nguyên lấy miếng trăm rưỡi đi. Địa chỉ ở đây số 189 đường Phạm Phú Thứ, phường 4 quận 6. Thời gian là bán từ 6:30 sáng đến 18 giờ. Chị gái lấy miếng trăm rưỡi để nguyên ở đâu ơi, 160 ra qua này. Chặt mệt nghỉ luôn, mệt nghỉ rất đông. Chị Tâm nghỉ bán lúa rồi hả? Vô mánh rồi hả? Vô rồi, vô mà nó vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ký này của anh trai này nè, anh nửa ký lận, một ký lên một ký trăm nãy giờ 106 đúng không? Em cái học ký lên ba thăm đấy tặng cho em cái có xíu có chặt luôn em ơi, có xíu có chặt cây luôn không? Dạ, em cái đó đi ba năm tặng cho thầy luôn rồi là chặt cây luôn không chú ơi, để con chặt luôn với chú chặt cây luôn chưa. Ba trăm sáu hai lạng ba trăm rưỡi nghe của chú con đã xong rồi chỉ là một lạng có xíu chú lấy cái xài luôn đi bỏ vô luôn ngày mai lên cái đâu em nguyên chặt chị đi 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 rồi chú ơi né cho lên đầu cái này là đúng không đi ra đường chị luôn đi ba lạng có xíu chú 401 chị ơi 401 đúng không chặt chặt chị nói chặt là nó chặt rồi không chặt thì bác dây vậy chị á dây dây mỏng lại chút xíu mỏng chút da người đẹp ơi cái chấm da nha mỏng rồi này 200 rồi có nửa ký rồi 401 đi ơi. Cho nửa ký bà chị thì cầm này. Này xong rồi. 401. Đẹp lắm, đẹp lắm. Con cắt rồi. Đây chị Tâm mà xếp heo lên. Bán xong mùa và bánh ú mà thấy phát tướng hẳn. Trời ơi, bánh ú sao em phải nhận anh ơi. Vậy mới gọi là bánh ú. Coi như phát tướng á, vừa được tiền vừa được có tướng á. Người có phúc nó vậy đó anh. Trời ơi, trời ơi. Ghê không? Ghê mà nó hút á. Hút nhọt lắm. Em hút phúc không á nè. Em hút phúc luôn. Thấy mà nó hút không? Không, nửa á. Nửa. Nửa ký nguyên. Nghe em đi. Đó, nó mua hút rồi vậy đó. Xá xíu. Bởi vậy á, không có con buồn. Học bảo bánh mì. Trăm rưỡi có chặt không chị ơi? Nửa ký nguyên. Nửa ký nguyên. Giờ trăm rưỡi chặt. Bảo bánh mì thật. Gọi này còn 608 đi con. Này của ai ta? Nói không chị ơi? Không. Rồi, nửa ký chặt không? 150 chặt. Đó, nửa ký nguyên của chị. Bánh mì 20 bên đây luôn. Trời, cho 2 ổ 15 bên đây luôn. Đây ổ 20 nè anh ơi. Chậm 2 ổ 15. Có đó tiền chị ơi. Đói 20 luôn chị. Chị ơi, em chặt bốt cho. Rồi, 20 qua bên kia giùm em đi mấy chị ơi. 20 lấy ớt luôn nha. Bao nhiêu em? Có gì muốn 600 đi chị. 6 lạng để nguyên. Miếng đó, này nhiêu ạ? Miếng nào mấy ba? Rồi, rồi. Gọi này 2 chân chẳng đi nè, có nhiêu nữa không đi?
cho 20 lên đi. Thôi 40 chứ. Có nhiêu nữa đập luôn đi. Nửa ký chặt không vô. Nửa ký nguyên. Có 20 đi không ngoài. 26. Cái này 200 này. Đây 200 106 với lại 6 ổn mày không luôn, 175 của cô. Không không, 6 ổn 175 cũng tiền. 6 ổn. Bánh mì thịt á, bánh mì thịt nha. Mấy ổn? Đây đâu? 20 cái ổn nè. 6 ổn mì thịt. 106 90 250. 5 ổn, 5 ổn à. Vậy 5 ổn mì thịt với lại chỗ phía này. 106 là 75 2300. Nãy giờ cố gắng chặt cho mỏng mà. Mỏng quá. Đang bình thường đâu có gì đâu, nhỏ nhỏ nhỏ. Bảo luôn chị Nga ơi. Cho nước chấm luôn nha chị. Cô Nga con. Đấy hai ổ à. Mì thịt đó. 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 Nói chị không biếu không? Biếu mà ở trong mình thì đó không còn biếu đâu, còn biếu không? Cũng nhau vô rồi. Tầm hoài à. Ai cũng không biết. Có tầm qua buồn. Cười vui hoài. Em đây. Cười hoài. Ba ổn mì thịt. Mấy giờ chị Nga nè. Chích tiền chị Nga luôn. Ôi chị Nga xuống rồi. Chị cao không? Chị Nga cao đi. Chị xíu rồi. Cần miếng này ơi. Thêm miếng vậy nữa. Chắc thêm miếng vậy nữa. Giờ cỡ nào anh ơi? Cỡ này, này anh lựa. Giờ nhỏ lắm nó giòn này nhỏ rồi đó. Chưa được tí. Lấy miếng bà nội. Ký giò nhỏ. Giò nhỏ nè, 160. Này này. 160 đúng miếng hay trái? Đùi đó anh đùi đó. 300. Lấy bà nội. Bà nội đây. Để bà nội nguyên miếng, nguyên miếng. Miếng khoảng ký mấy thường. Rồi mấy ký? 160. 400, 205. Nói đi. Có miếng nguyên khoảng ký mấy á? Lấy miếng này. Cái đầu nạt nạt nha. 800 phải không? Lấy tí xíu thôi.
để cơm chưa? Đi xa xíu. Ba, lúc ba lựa chẳng 1 ký tá xíu, là 1 ký rưỡi ba rồi. Đúng rồi nè. Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Trăm ba. Xá xíu bao nhiêu? 1 ký xá xíu, 1 ký rưỡi ba rồi. Trời, vợ, vợ đây nè, chèo đây nè. Đây, đưa đây, đưa đây. Đủ chưa? 130. Ủa chị? Từ từ đó sao mà chị ơi? Cái này đó này. Đừng mở nha chị Mai. Không có mở ra anh ơi. 1 ký để nguyên. Chờ giờ em nghe chị. Đúng rồi, đúng rồi. Hai ký mốt đấy anh, không hạn 1 ký rưỡi thôi. Ký rưỡi rồi phải không? Nhỏ nhỏ không? Không, ê, lấy miếng nguyên rồi, có miếng nguyên không? Có. Lấy miếng nguyên đi chơi. Cái gì 320 một ký. Đại ha, nín đẻ cho. Rồi. 590 rồi. Thứ ba. Thứ ba. Nói đi tao nghe. Kéo giùm. Đứa nào ra về cái đồ lên đi. Đấy, cho nó đang làm. Rồi nửa cái giá này nửa ký rồi nè, 150 nè. 150 của gì? Nửa ký. Nửa ký để nguyên. Phải không? Rồi, hai chồng tới nhiêu đó? Nhiêu bao nhiêu đã? Giờ 180 cái này 100.000 rồi. Rồi, tới 30.000 xá xíu. 300 á. 30.000 rồi sao? Chẳng 100.000 hay sao nè anh ơi? Cái này là 180 rồi. 130 xá xíu để nguyên. Rồi. Rồi, xuống. Xá xíu 30 để nguyên. Gói giùm hai ổ bánh mì luôn chị Nga. Rồi, rồi 30.000 xuống luôn. Miếng này ngon rồi, 30.000 xá xíu nè, của ai? 30 xá xíu để nguyên. Cho 20 ở đây. Hai ổ đi nha mấy ba. Đây đây đây. Của ai? Chặt hai miếng. 30 nữa ký. Trăm ngàn để nguyên ngoài xe luôn. Nếu gì đó trần gian luôn rồi đó, 180 thôi. 100.000 để nguyên ngoài xe luôn. Rồi, không được gì. Chắc 1 miếng rồi nó gì. Không phải, không, cái này không bắt đầu. Không có lá. Không có miếng này luôn nè. Miếng này nữa. Miếng, thêm miếng nữa. Chung có ông gì để chung sao rồi để trăm ngàn để nguyên. Thôi cứ lấy đại cái này đi. Thôi cho mình bỏ trăm ngàn để nguyên. Thấy có sẵn. Sao hết mình không?
Sao bánh mì không? Bánh mì không trời. Bà nội bà nội nửa ký chia đôi. Bà nội nửa ký chia đôi. Chỉ chậm 3 giây nữa thôi là xong rồi đó. Cái gì? Thôi rồi chậm thôi. Bây giờ mấy bạn chạy hai giỏ lại đây đi, anh giỏ này đi. Mua đi, trở lại anh giỏ đó đi. 300 nguyên ơi. Hiểu chưa? Năm năm ta đi chợ đồ cũng 300 không cần.150 ngàn ba nội chặt luôn.
150 ngàn chặt. 300 gram hả gì ơi? Chặt không? Rồi đi ơi, 150 ngàn chặt đó nè. 100 ngàn để nguyên. 100 ngàn nguyên. 100 ngàn nguyên, khi lục cũng đẹp. 150 ngàn đó là. Của chú ơi. Ba cái giò để rau viên nha chị. Ba cái giò vô đây đi cho mấy con đi. Thôi vô đi. Để ba vô chặt đi. Tránh ra nó chặt cái giò đi. 201. Thấy ổn. Các bạn anh em lựa nè. Thấy ổn chú ơi. Nay chặt em lựa cái cho quay miếng đó luôn đi chị. Rau cái này không? Ba cái này đưa ra xuống luôn. Mày bước chặt đi. Bước chặt đi. Đi ơi, 2 cái 8 đi ơi, tính tiền đi ơi. Nè. Mai chặt em miếng trên thớt nửa ký không đi. Mua 3 cái giò. 15 ngàn. Con mới có cái trên thớt luôn, con cái đồ bóp luôn. Đi anh. Mấy ổ 100 vô. 3 cái giò bố phải mày đang chặt đơn cho khách mấy ký sườn, sườn non 300 ngàn một ký, 5 ký à? Ba sườn hay đội, dạ. mỗi tên Thủ Đức, bữa nay là chủ xuất chiều nha, dạ, cho xuống đi. Đó. Ba giò này để chung được quá mình ơi. Được. Ai có đặt theo quay thì cứ gọi điện qua cho chị Mai chị ship tận nơi nhé mọi người. Để cắt em 200 gram này nữa chị. Số điện thoại là 0909102772. Gặp trực tiếp chị Mai. Chị chào một chút em.
nghe rồi, từ từ. Cái một cái xong đi vô đâu này đi đã. Rồi đi, con. Này con. Cái ba đảo này chặt luôn phải không? Cái ba đảo này chặt luôn. Alo. Cái này gần 200 luôn. Em luôn. Thích 250 thôi. Nha. Yeah. Em bốn lại cái đó đi chị. Cho đi uống mì chị Nga ơi. Đợi xíu, đợi xíu. Anh ơi, ăn một ký rồi anh ơi. Để ba nói luôn một ký ba miếng. Cô cho con chấm hai ba gợi đi con. Một ký 50, anh tính một ký thôi nha. Ba hai, bây giờ có anh phải nhào. Rồi, chị Thảo ơi, ba rậu. Không, ba rậu mình quen. Chứ ba rậu chặt của ai? Của anh luôn á. À, anh mua giò. Anh mua giò he với 300 giá đổi. Ủa, vậy cái ba giò của em đâu? Ba giò nè. Rồi. Ba đợi đâu, ba đợi cái này nè. Ba đợi đi. Đi hả? Đi hả? Rồi, 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 rồi. Rồi luôn à. Cho chế ớt rồi. 100.000 thôi chậm ơi. Có ở trời. Ở đây không mà sao đi chung mình đi chạy chờ chặt hết chứ mới chặt đen. Lỡ nghe. Có ở trong chờ chết rồi. Chặt miếng rồi rồi. Rồi 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 rồi. Chặt hộp. Ba cho bà da. Không. Chặt miếng cho em mẫu đi nghe. Cao á. Biết rồi giờ sao đó bạn? 1 kg. Bây giờ ổn rồi chưa? Được. Cái chặt phải không? Ờ. Còn là 300 nguyên đúng không? Ờ. Có 1 kg. 1 kg rồi chị ơi. Đi đây mình biết không? Thằng giả ba chữ á. Cái bên đây 1 kg rồi. Có bị đủ chưa để tiếp luôn à? Ờ bà Mai kia dai mua đó. Rồi đi dai kia qua lại cho tôi. Nguyên. Cho mày cái đứa Nguyên mặc cho lẹ. Cái đấy đi kép bỏ hết quá. Đi kép hả? Ờ. Cho chị hai bó đi. Xin kết thúc video, cảm ơn cô chú bạn rất nhiều nhé.